sáng ngày 1 tháng 10, người phụ nữ đang điều khiển ô tô đến gần khu vực dòng xuyến Lê Quang Đạo, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì gặp sự cố. Lốp xe bị xịt giữa đường khiến nữ tài xế bối rối. Chị lấy bơm dự phòng ra dùng nhưng không có tác dụng gì, lốp xe bị thủng đáng kể. Đang loay hoay chưa biết phải làm sao thì gặp được hai anh cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ gần đó ra giúp đỡ thay lốp dự phòng. Nãy thấy có bác nào đăng ảnh chụp từ xa không rõ, có thể khiến mọi người nhìn ảnh phán đoán theo hướng khác nên em đăng ta tớt này. Một lần nữa cảm ơn hai anh. Người phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội sau sự việc. Bài đăng của nữ tài xế. Chiếc ô tô bất ngờ bị xịt lốp giữa đường. Nhờ có sự giúp đỡ của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông, nữ tài xế nhanh chóng tiếp tục hành trình. Đa phần dân mạng đều mừng thay cho người phụ nữ may mắn. Bên cạnh đó, nhiều bình luận bày tỏ cảm kích với hành động tốt bụng và kịp thời của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông. Tuyệt vời quá, có những hình ảnh này, thấy các anh cảnh sát giao thông gần gũi hơn hẳn. Bình thường, chỉ thấy họ gắn liền với nguyên tắc và luật lệ, thành viên Đức Trịnh bình luận. Những việc làm tốt thế này xứng đáng được chia sẻ rộng rãi, một dân mạng khác cho hay. Ngày hôm qua ngày 30 tháng 9, dân mạng cũng chứng kiến hình ảnh đẹp khi các chiến sĩ cảnh sát giao thông ở Ninh Thuận giúp đỡ một người phụ nữ đi xe máy bị hết xăng trên đường chở con đi học.